Xin chào tất cả mọi người. Mỗi ngày là một niềm vui, ngày nào em cũng có niềm vui hết quý vị ạ. Hôm nay được có hai thùng chim thôi nhưng mà cũng vui. Nhiều người người ta cứ hỏi em là tại sao thấy mày ngày nào mày cũng vui ấy, mày Thành. Dạ thưa với quý vị, dễ lắm. Ngày nào mình cũng vui là vì mình không có buồn. Mà muốn mình không có buồn thì mình phải vui. Ok, thì giỡn với quý vị về chút xíu vậy thôi. Giờ đang là buổi sáng, mỗi ngày buổi sáng mình thức dậy mà mình được sờ chim là mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc rồi. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu em khui những cái thùng chim này ra cho các anh xem. Thì giống như em cũng đã nói với lại tất cả quý vị rồi, em cũng cố gắng mình làm đủ mọi cách, mình tìm đủ mọi cách để mà vận chuyển những cái con chim này ở tỉnh về đây cho các anh. Thì đôi khi nó có những cái con chim mà nó không được như mong muốn như các anh. Ví dụ như là bây giờ các anh đang dặn em rất là nhiều chim chích trẻ than nhưng mà hiện nay nó rất là hiếm. Do là các cái thợ bẫy người ta không có đi vô rừng người ta bẫy được, cho nên nó không có chim chích trẻ than. Thì em cứ có chim gì em lấy chim đó về để phục vụ cho tất cả anh em. Nói chung là em tiếp nối đam mê cho các anh. Ok, bây giờ không có luyên thuyên nữa, bây giờ em sẽ bắt đầu em khui những cái thùng chim này ra xem những cái người này người ta gửi chim gì cho em. À quên nữa, em đang dặn những cái người thợ bẫy người ta đi kiếm sóc bông á. Nếu mà có anh em nào muốn nuôi sóc bông á, thì liên hệ lại với em thì để em dặn sóc bông nuôi làm cái những cái tiểu cảnh trong nhà các bạn. Nhà ai mà có cái sân có cây cối gì á, làm một cái chuồng nuôi sóc bông nó rất là đẹp. Con sóc bông thì các bạn cũng biết rồi, cái đuôi nó rất là đẹp. Và nuôi sóc bông á, là đặc biệt là chuột rất là sợ. Nuôi sóc bông là chuột nó không dám về nhà luôn nha các anh nhé. Em đang dặn sóc bông, nếu mà anh em nào có nhu cầu mua sóc bông thì cứ liên hệ lại, để lại cái comment ở bên dưới cái bình luận video á, thì có gì em sẽ dặn người ta. Tại vì em chỉ có bắt một cặp về em nuôi ở nhà em chơi cho vui, cho nên em không có dặn người ta bắt nhiều. Cho nên nếu mà quý vị nào có nhu cầu nuôi sóc giống như em á, thì có thể liên hệ lại với em để em dặn cho người ta bắt nó nhiều nhiều. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu em khui chim nhé các anh này. Con số gì ra là con số gì ra, hôm nay không biết là cái con số 250 mấy rồi. Hiện tại cái con virus corona Vũ Hán này nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Bây giờ là ngày nào sáng dậy em cũng coi những cái tin tức. Nói chung là cái tin tức mà để cập nhật về cái con virus corona này nó rất là nhiều. Nhờ từ cái tin tức ở trên thế giới rồi trong nước rồi, nói chung là tất cả. Nhưng mà cái tin nào mình đáng xem thì mình tin, nào mà nói chung là người ta đưa tin cái chính xác á, thì mình xem thôi. Đừng có xem những cái mấy cái bạn mà blogger, mấy cái bạn blogger hay cứ ăn cắp thông tin này ăn cắp thông tin kia, mà những cái thông tin nó không có được kiểm chứng rồi đăng lên làm cho mọi người hoang mang dư luận. Cho nên khi mà các bạn xem tin á, nhớ xem là những cái nội dung, cái nguồn của cái giống như là cái người chủ của cái trang đó. Ví dụ giống như cái trang của em đang làm về chim á, nó giống như là phải biết em. Chứ còn xem mà cứ không biết là cái người nào đưa tin lên là không có được. Cho nên những cái nguồn thông tin mà đưa lên nó phải chính xác. Em biết rất là nhiều nhưng mà nhiều khi mình nói ra nó không có hay, cho nên mình không có nói. Giống như em nói với quý vị á, quý vị mà muốn vui thì quý vị đừng có buồn, mà nếu mà quý vị mà muốn không buồn thì quý vị phải vui. Nó đơn giản như vậy thôi. Ok, bây giờ bắt đầu khui chim nha các anh. Kế bên nhà em á có con bé kia, nó mới sanh, thằng bé nó chắc được khoảng chừng 2 tuổi hơn gì đó. Ngày nào ông bế ra trước cửa nhà em: con ơi lại đi xem chim của bác Thành nè. Bó tay
lửa máy các anh đây. Chích về lửa máy. Giá 160.000. Lửa máy này đuôi ngắn quá, giá 160 nha các anh nhé. Đuôi chỉ có khoảng chừng 11 xăng ha. Lửa máy đuôi dài nè, để em đo. Lửa máy đuôi dài để ghép sinh sản các anh nhé. À, con lửa máy một bên là 12.6, một bên là 13. Con chim này các bạn có thể ghép sinh sản. Cái giá con chim này là 400.000. Chim này là mình mua lại của người ta. Chim này nó ăn cám rồi. Ok, mình sẽ cho nó ra lồng cho các bạn nhé. Các bạn nào mà muốn ghép chim sinh sản á, ghép con mái khoảng chừng 13 thôi, con trống đuôi có chừng 19 hoặc 20. Mai mốt là chim con sẽ ra đuôi dài nha. Đuôi da nó khoảng chừng 18 19 độ lên. Rồi, con mái này đuôi ngắn là chỉ có 160 thôi nha các anh nha. Thùng này thấy nhiều chim lắm. Con trẻ thai này to lắm các bạn. Học học đèn đang có lửa. Mũi rất là thông, con này mũi rất là thông. Con này 300.000 nha các bạn. Không phải là chim mình muốn bán giá như thế nào là bán đâu. Do những cái người kia người ta đưa giá cho mình sao mình bán vậy thôi. Đây, chắc có lẽ là do nó khan hiếm chim hay sao đó. Nó lấy giá cao. Vận chuyển nó cũng khó. Ok, chim này 300.000 nha các anh ơi. Con trẻ than này 300.000 nha. Chim rất là to. Ngày hôm qua cái máy quay nó bị hư, quay bằng cái điện thoại nó không có rõ lắm. Mới sửa lại cái máy quay xong.
sân trước này có mùa rồi các bạn, chân lên vẫy luôn. Sân trước này 320 nha các anh. Đó, chim mà nó già cái đầu đó, cái đầu nó vàng the mà nó đậm lên nè, đẹp không, cái cánh nó lên cái màu xanh xanh dạng như chim bói cá các bạn nè, thấy không, cái cánh nó lên đẹp lắm, hai bên luôn nè. Nó lên cái màu xanh này nè. Đây các bạn ơi, cái con chim này là con chim hỏa tiễn nha các bạn, con chim hỏa tiễn nha, chứ không phải con chim xanh mà của Trung Quốc, nó khác nha. Con chim này con chim hỏa tiễn, nó giống như con xanh tước á, nó rất là đẹp luôn nè, nó đẹp hơn con chim xanh tước nè. Đó, cái cánh nè, cánh nó xanh, nó y chang như con xanh tước luôn, nhưng mà con chim này thì cái trên đầu nó không có cái màu vàng, nó không có màu vàng giống như con xanh tước, giống như mình mới bắt ra. Con này thì nó nguyên cái cổ nó màu vàng luôn nha, nhìn rất là đẹp. Con chim xanh ấy, con chim hỏa tiễn nha các anh. Thì cái con này mình nuôi nó y chang như là cái con xanh tước luôn, nó cũng ăn chuối, và các bạn có thể tập cho nó ăn cám, và nó cũng có thể ăn sâu. Đó, đây là con chim hỏa tiễn, đó này rất là đẹp. Đó, nó hot dữ không, mình cầm trên tay là nó hot luôn. Đây, con chim này là giá là 200.000. Con chim này thì nó rẻ hơn con chim xanh tước, giá nó 200.000 nha các anh nhé. Đấy, các bạn nhìn thì nó, nhìn sơ qua thì nó cũng giống giống cái con chim mà xanh tước của Trung Quốc á, là nó giống như con chim chim xanh tước mình, nhưng mà nó đen hơn, nó đen thui vậy, mà nó to hơn, màu xanh nó đậm hơn. Các bạn chơi chim thì các bạn phải biết cách cái phân biệt con chim hỏa tiễn và con chim xanh tước và cái con chim của Trung Quốc. Đó, ba con thì nó cũng tương đối giống nhau, nhưng mà nếu mà so sánh kỹ nhau á, thì mỗi con nó có một cái nét riêng rất là đặc biệt. Các bạn thấy cái ức của cái con còn cái yếm á, người ta gọi là cái yếm, trên ngay chỗ cái cổ của nó màu đen, nó tròn nè, đúng không? Đó, còn con hỏa tiễn thì nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn các bạn nhé. Con hỏa tiễn thì cái yếm của nó ngay cổ nó nhỏ hơn, mà nhìn nó y chang luôn nè, thấy không? Rất là đẹp. Chim hỏa tiễn là 200.000 một con nha các anh. Chim hỏa tiễn nữa nè, cái dòng này nuôi nó nhanh hot lắm, dễ hot lắm, nó y chang như con xanh tước nữa, nó rất là dễ hot. Đẹp lắm, chim này làm tiểu cảnh, nuôi làm tiểu cảnh đẹp lắm. Nhà các bác nào mà có cái chuồng to mà ở sân đó, mà thả vô cái chừng 2-3 cặp thôi, đẹp lắm. Mà nuôi con này, nuôi để trong nhà nghe nó hót cũng hay nữa. Cái giọng nó không có được to lắm, cái giọng nó không có to như con chích chòe than hay là chích chòe lửa, nó hót nghe cũng hay. Những cái con này nó rất là dễ hót luôn các anh ấy. Mình cầm tay nó hót. Dễ hót lắm. Thế các bạn thấy cái yếm ở cổ nó. Yếm ở cổ nó nhỏ hơn là cái con xanh tước.
để các bạn thấy bộ học là đứng nó hot. Các bạn nào mà mua chim săn tước và chim hỏa tiễn đó thì em có khuyến mãi cho các bạn nhé, em có khuyến mãi cho các anh, tại vì ở nhà em nuôi có một con săn tước mà em phải mua nải chuối cho nó ăn là, cho nên các anh mà mua chim đó là em khuyến mãi cho một trái chuối về cho nó ăn. Ok, xong rồi các anh ơi, hết rồi, hết chim rồi, này chỉ có được 4 con chim hỏa tiễn, 1 con săn tước, 2 con lửa mái, 1 con than. Ok, em sẽ báo giá cho các anh nha. Lửa mái đuôi ngắn thì 160. Còn con lửa mái mà em mua lại của người ta, chim đã ăn cám rồi, chim một bên là đuôi 12, 6, một bên là 13 thì giá nó là 400. Đấy, chim ăn cám rồi, chim nuôi rồi. Rồi hỏa tiễn là 200.000 một con, săn tước là 320, một con chè than là 300. Rồi anh em nào mà xem mà kiểu như là hay tua nhanh á thì vui lòng xem cái phần mô tả video của em, thì em có ghi thông tin giá cả, địa chỉ, điện thoại, tất cả mọi thứ thông tin của em ở trên cái phần ở bên trong á, bên trong cái phần mô tả của cái video á. Nếu mà các anh mà không có biết xem cái phần mô tả thì các anh có thể lên Google hoặc các anh có thể lên YouTube, các anh bấm vô cái chữ là cách xem mô tả video thì em có làm cái video hướng dẫn cho các anh xem cái phần mô tả đó. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu em cho chim ăn rồi sau đó em đi làm. Bữa nay dịch nhiều lắm, dịch bệnh nhiều lắm, nhưng mà công việc làm thì vẫn phải đi làm, tại vì cái công việc của em nó khác với mọi người. Công việc của em không có tập trung nhiều người cho nên đi làm nó vẫn là bình thường. Xin chào, ok, xin chào tất cả quý vị và mong rằng hẹn gặp lại quý vị ở trong cái video tiếp theo. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ và mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.